Đây, xin chào anh em, ở trước mặt mình đang là cái chiếc ba lô, nó có một cái miếng lấy năng lượng mặt trời ở bên ngoài và nó sẽ liên tục thu năng lượng miễn phí từ mặt trời để sạc cho những cái thiết bị ở bên trong. Và trong clip này mình sẽ chia sẻ với anh em chiếc ba lô này đã làm điều đó như thế nào. Thì như em có thể thấy là cơ bản thì đây vẫn là một cái chiếc ba lô với cái hình thù bình thường, nó dạng vuông vức như thế này. Tuy nhiên thì toàn bộ cái bề mặt ở phía sau của nó cũng như là một phần ở cái mặt trên như thế này á, thì nó có một cái miếng thu năng lượng mặt trời. Và cái miếng thu năng lượng mặt trời này được làm từ cái vật liệu Mitsuri. Thì đây là cái vật liệu nó có thể tích hợp những cái tế bào năng lượng mặt trời ở trên này. Tuy nhiên thì nó vẫn có thể nằm trên được một cái mặt phẳng, và cái mặt phẳng đó nó có thể là uốn cong hoặc là bị vặn xoắn nhẹ. Thì từ đó nó cho phép là chúng ta có thể uốn nó lên trên một cái bề mặt như thế này. Và trong quá trình sử dụng thì dù nó có hơi phồng ra và hơi xẹp vào một chút xíu thì nó sẽ không ảnh hưởng tới hiệu suất làm việc cũng như là cái tuổi thọ của cái miếng này. Chiếc ba lô này nó sẽ cho phép chúng ta mở một cái ngăn thật là lớn như thế này ra để lấy được toàn bộ những cái món đồ ở bên trong. Thì mình sẽ nói tới cái cục này trước. Đây chính là cái cục nó giúp cho cái miếng năng lượng mặt trời bên ngoài có thể giao tiếp được những cái thiết bị bên trong, và đó chính là một cái cục điều áp. Sẽ có 4 cái kịch bản để cho phép chúng ta sử dụng cái chiếc ba lô này với cái chức năng có liên quan tới việc sạc. Việc đầu tiên thì từ cục điều áp này sẽ có 2 cái cổng USB-A để dẫn ra. Khi mà chúng ta muốn sử dụng điện trực tiếp từ cái miếng này để sạc cho một cái cục pin dự phòng đặt ở bên trong. Và tất nhiên thì cục pin dự phòng này là cục pin dự phòng của mình chứ không phải là cục pin dự phòng đi kèm theo chiếc ba lô này. Để sạc cho cái cục pin này thì chúng ta sẽ cắm một cái đầu USB-A ở đây vào trong cục sạc này. Và từ đó thì trong quá trình chúng ta di chuyển suốt một ngày á, thì cái cục pin dự phòng này nó sẽ liên tục được sạc, và nó sẽ được sạc đầy là một cục pin 10.000 mAh trong vòng là 8 tiếng rưỡi theo như là cái mô tả của nhà sản xuất. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái cục sạc nhanh dành cho những cái thiết bị Apple ở bên trái đây. Và khi mà chúng ta muốn sạc cho những chiếc iPhone á, thì chúng ta sẽ cắm trực tiếp vào đây thì nó sẽ được sạc. Và khi đó thì chúng ta sẽ đặt chiếc iPhone hay là chiếc iPad và những cái thiết bị Apple vào trong cái chiếc ba lô này, đặt trên những cái ngăn này để chúng ta sạc. Nếu mà chúng ta muốn vừa sử dụng ở bên ngoài, vừa đeo ba lô và vừa sạc á, thì chúng ta sẽ cắm một cái sợi cáp ở đây đó, và cắm vào đây. Và sợi cáp này sẽ được dẫn ra cái hốc USB ở bên ngoài. Và khi đó thì chúng ta sẽ cắm thêm một cái sợi cáp nữa để kết nối với lại iPhone của chúng ta, và có thể là vừa bỏ túi quần hay là vừa đi vừa sạc bằng chính cái năng lượng mặt trời thu được từ ở phía sau lưng, nghĩa là từ cái cục pin này. Và ở trên cái cục điều áp này thì nó còn một cái cổng micro USB nữa. Thì với cái cổng micro USB này á, nó cho phép chúng ta là lấy năng lượng từ cái cục pin có sẵn của chúng ta bỏ vào và đi ra ngoài và lại sạc cho cái iPhone của chúng ta. Và khi đó thì nguồn năng lượng mà chúng ta sử dụng để sạc cho iPhone và những cái thiết bị bên ngoài sẽ là nguồn năng lượng được lấy từ cái cục pin của chúng ta ở bên trong. Và nó sẽ tiện hơn một chỗ là chúng ta không cần phải một tay cầm cả pin và cả điện thoại, mà pin sẽ được gắn vào bên trong. Thì cái cách làm này nó giống như là những cái chiếc ba lô khác mà nó có cái tính năng tương tự, mặc dù nó không có tính năng là sạc bằng năng lượng mặt trời. Và một cái kịch bản cuối cùng khi mà sử dụng cái chiếc ba lô này để sạc chính là dùng một cái cục pin ở trong đây làm trung gian. Và trong quá trình sử dụng thì năng lượng mặt trời sẽ được lấy từ cái miếng bên ngoài, đi qua cái cục điều áp, đi vào sạc cho cục pin. Và khi đó thì chúng ta sẽ có thể là lấy cái nguồn điện trực tiếp từ cục pin này và sạc cho iPhone. Từ đó thì chúng ta sẽ có thể vừa sử dụng ánh sáng năng lượng mặt trời để liên tục sạc cho cục pin, và đôi khi chúng ta muốn sử dụng iPhone thì vẫn có thể sử dụng được bình thường. Đó là cái điểm đặc biệt khi mà chúng ta sử dụng cái tấm năng lượng mặt trời của cái chiếc ba lô pin backpack này để sạc cho những cái thiết bị của chúng ta. Với cái nhiệm vụ là một chiếc ba lô bình thường á, thì chúng ta có thể thấy là chiếc ba lô này sẽ có một cái khoang khá là lớn ở đây để đặt những cái món đồ có kích thước lớn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái ngăn ở sát với lại cái phần quai đeo. Thì cái ngăn này nó sẽ chia làm khá nhiều ngăn nhỏ. Ở đây thì chúng ta sẽ có một ngăn để được máy tính lên tới 15.6 inch, và bên dưới thì cũng sẽ có một cái ngăn nhỏ nữa để có thể đựng vừa một iPad 10.1 inch. Ở đây thì sẽ có thêm một ngăn nữa để đựng những món đồ gì đó bên trong. Và mình thích những cái ngăn này, đó chính là cái lớp nỉ nó lót bên trong nó khá là mềm và nó sẽ bảo vệ cái chiếc máy nó tốt hơn. Cái ngăn ở bên đây thì chúng ta sẽ có hai cái ngăn như thế này, để một bên là để điện thoại, một bên để pin dự phòng gì đó để sạc. Ở bên ngoài thì hai bên chúng ta sẽ có hai cái ngăn như thế này nữa, để một bên thì chúng ta sẽ được chia ra làm hai phần để có thể để được bình nước hay để được dù hay là những cái vật dụng gì đó mà chúng ta muốn dễ tiếp cận. Ở ngăn còn lại thì cũng có một cái ngăn như thế này nữa, nhưng mà được chia ra nhỏ hơn với nhiều cái hộc nhỏ hơn, thì chúng ta sẽ có thể được dùng để những món đồ nhỏ hơn như là iPod, rồi tai nghe, cáp sạc hay thậm chí là tiền xu hoặc là những loại thẻ nhớ gì đó cho anh em thích chụp hình.
Ở sau lưng á, thì hai bên đây á, chúng ta sẽ có thêm hai cái ngăn nhỏ nữa để được ví tiền hay là hộ chiếu hoặc là những cái giấy tờ gì đó. Và hai cái ngăn này khá là sâu, đặc biệt là nó có tới hai lớp với một cái lớp bên trong thì nó sát vào bên trong luôn. Thì mình nghĩ là nó cũng tương đối là an toàn để đựng được những cái món đồ nó tương đối là quan trọng với chúng ta. Và nhà sản xuất cho biết là hai cái ngăn hai bên này cũng có tính năng chắn sóng RFID luôn, hạn chế tình trạng mà hack thẻ tín dụng gì đó. Cơ bản là vậy, tổng thể thì chúng ta sẽ có một cái chiếc ba lô với cái điểm độc đáo nhất chính là cái phần miếng năng lượng mặt trời bên ngoài để sạc cho những cái thiết bị bên trong hoặc là sạc cái pin dự phòng. Nó sẽ thích hợp với những bạn nào mà đi phượt, có những cái khoảng thời gian mà chạy nhiều giờ liền ở ngoài đường, hay là những bạn đi du lịch. Về chất lượng hoàn thiện thì mình thấy là chiếc ba lô này nó nằm ở mức khá chứ không có quá xuất sắc. Mặc dù là phần khóa kéo ở từng ngăn á, thì nó có thêm một cái lớp để chống nước nữa. Đó cũng có thể được tính như là một cái điểm cộng rất là đáng chú ý cho cái chiếc ba lô này. Và đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em về cái chiếc ba lô Pim Backpack của Kinson này. Những cái hình ảnh chi tiết hơn cũng hoặc là những cái thông số sạc của nó thì mình để trong cái link ở trên Tinh Tế bên dưới, anh em click vào xem. Bây giờ mình là Minh Đức đến từ diễn đàn tinh tế.vn. Hẹn gặp lại anh em những video sau.